Các bạn vào cho mình mặt bằng tầng 1 này. Các bạn chọn là vua này, các bạn chọn cho mình là vua structure, tức là tường kết cấu hay là vách bê tông ấy. Nếu như các bạn vào từ qua tab là structure thì các bạn cũng có thể là chọn vua vua structure đây. Ở đây mình có cái vách bê tông dày 200. Thì các bạn thấy khi các bạn chọn tường kết cấu thì ở đây nó có dấu tích là structure. Còn khi mà các bạn chọn là vua architect thì ở đây nó không có dấu tích là structure. Các bạn phân biệt hai cái điều đó. Và tường kết cấu thì bố trí thép được, còn tường kiến trúc thì không bố trí thép được. Đấy, các bạn tập trung lên đây. Các bạn chọn là structure này. Mình làm lại nhá. Các bạn chọn structure này, vua structure nhá. Được chưa? Ở đây có dấu tích kết cấu này, nói lại cho những bạn mà chưa nghe. Thì nó ở đây nó sẽ có là bay contour và top contour. Bay contour là cái chân tường và top contour là đỉnh tường. Rồi, mình lấy ví dụ như ở đây mình sẽ làm ví dụ về bể bơi. Thì cái bể bơi này mình sẽ cho nó đi từ móng này lên đến sân vườn, được chưa? Móng này các bạn phải để là không cho mình. Ok, đó, các bạn apply. Các bạn chọn mình. Đây, mình lấy giả sử ở đây là bạn chọn ví dụ như là 5m này, 6m đi. Đó. Ở đây các bạn có thể chọn cái công cụ vẽ qua 3 điểm này. Đó, các bạn uốn một chút nhỉ. Được chưa? Kéo thẳng này. Uốn một chút như này. Đấy, nó để làm cong lượng. Khi mà concept cái phần là sân vườn ấy, phần landscape ấy, người ta sẽ thì nó hơi cong một chút nhỉ. Đó, chạy thẳng đấy. Và các bạn có thể về cái đường line này, đó, chạy thẳng như này thì chúng ta sẽ được cái vách bể bơi. Tab này, chọn đây. Rồi ở đây nó là level móng. Ok. À, ví dụ mà bạn vẽ mà bạn chọn chưa đúng thì bạn có thể chọn lại, đúng không ạ? Ví dụ đây âm xuống 200. Đó. Top này. Tầng 1 này. Các bạn có thể copy nó ra đây. Mình lấy ví dụ như là lòng bể bơi là 3,5 m. Các bạn cũng có thể vẽ cái sàn bể bơi này. Ở đây mình có công cụ là structure foundation. Structure foundation. Chưa? Cái sàn móng. Thì đây với cái bể bơi này mình có thể hiểu nó như là cái móng bè đấy. Móng bè nhá. Móng bè đây, mình chọn đây là móng này, level móng này, apply này. Rồi, mình chọn đây là sàn móng dày khoảng 200. Sàn móng bè dày 200. Dày khoảng 200. Thì lúc này người ta sẽ có hai hướng, hoặc là người ta sẽ đi cái ống cái phần ống của bể bơi ấy. Ống thoát nước, cấp nước ấy, ống thoát ấy. Thì một là người ta, hoặc là cái hệ thống ống của bể bơi ấy, một là người ta đi trong sàn hoặc là đi trên dưới sàn, đúng không? Thì đây mình có thể chọn cái công cụ pick line này. Pick theo cái đường này. Rất đơn giản. Các bạn lối hai điểm này lại. Finish. Mình vào lại 3D này. Các bạn có cái sàn này. Các bạn lối lại hai cái tường này lại với nhau thì chúng ta có cái bể bơi. Vua này. Vua gì? Vua kết cấu nhá. Rồi, đúng với đây. Chọn móng này. Móng này.
một số trường hợp đây nó có cái khe tràn ở đây. Đó, khe tràn đây các bạn có thể vẽ mới hoặc các bạn copy ở đây ngay trong 3D này, các bạn copy lên ví dụ như là 400 đúng không? Khi mà các bạn vẽ trong vẽ sàn thì các bạn phải vẽ trong mặt phẳng thì bạn vẽ được, trong mặt bằng vẽ được, nhưng mà khi các bạn chỉnh thì các bạn có thể chỉnh trong 3D. Chọn đây edit trong 3D này. Các bạn kéo ra đây. Kéo có kéo được nhá. Đây có kéo được này. Có kéo lên đây có thể đến đây nó bắt điểm này. Vào cái mặt phẳng bên phải của cái tường này. Đó. Có kéo được. Đây, các bạn TR này. Hoặc là cái này nếu mà các bạn chưa quen thì sợ sai ấy, thì các bạn chọn này pick line đây TR này, TR này thấy chưa, ít kép hai lần thoát lệnh này, chọn này xóa đi, không lại không biết thừa thừa những cái led này là nó không finish được đâu. Ví dụ này đó, đây một trường hợp người ta làm cái khe tràn đây concept này đấy, thì mình sẽ có cái ứng dụng của cái tường kết cấu. Ngoài ra thì tường kết cấu này các bạn làm tường của hầm, tường hầm, tường hầm. Ok, tương tự thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp một phần nữa.